tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin?" Chúa luôn hiện diện. Hàng ngàn bệnh nhân trong nhà thánh Cotolengo đều có một nét mặt rất an bình, vì lâu lâu loa lại dịu dàng nhắc: "Chúng ta đang ở bên Chúa." Biển động mạnh, sóng ập vào thuyền, các môn đệ sợ hãi. Dù là những ngư phủ, các ông không dựa tài năng đi biển các ông vốn có. Các ông nhận ra Chúa đang hiện diện giữa các ông, và các ông cầu xin Chúa giúp đỡ. Chúa đã ngâm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Các ông được chứng kiến một phép lạ. Đức tin của các ông nhờ đó cũng lớn lên. Trong cuộc sống, những gian nan thử thách như bão tố xảy đến là để thức tỉnh chúng ta. Cả trong những giây phút đen tối nhất, Thiên Chúa vẫn hiện diện bên ta, dù cho lúc đó tưởng chừng Người đang ngủ. Như các môn đệ, chúng ta đến với Người và thưa: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất." Lạy Chúa, con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.